Hello xin chào anh chị em Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán của Quang Diễn biến thị trường kết phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay Tiếp tục với một phiên giảm điểm Và mức giảm của phiên cuối tuần ngày hôm nay là giảm 7,5 điểm Nó chính thức nó phá vỡ cái trend xu hướng tăng ngắn hạn Mà cái xu hướng tăng này nó được xác nhận ngày 18 tháng 9 vừa qua Với nhiều cổ phiếu nó tăng mạnh kể từ ngày 18 tháng 9 vừa qua cho đến nay thì sau mấy phiên chịu cái tác động chốt lời mạnh mẽ Thứ nhất là đến từ cái nhóm cổ phiếu ngân hàng Cũng như là nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán Nó chịu cái áp lực sau khi tiến lên đến cái vùng cản kháng cự ở tiệm cận Cái vùng đỉnh cũ Hay là cái nhóm cổ phiếu bất động sản Nó chịu cái áp lực bán mạnh tiếp diễn Và nhiều cổ phiếu bán tháo bán hoảng loạn Nó đã khiến cho thị trường giảm khoảng 30 điểm chỉ trong khoảng 2 phiên từ vùng 1.300 điểm quay về cái vùng hiện tại là vùng 1.270 điểm và với cái diễn biến này thì thị trường trong thời gian tới nó sẽ diễn biến ra sao và nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu nên hành động như thế nào thì mình sẽ phân tích chi tiết trong cái video cuối tuần ngày hôm nay để anh chị em có cái đích hướng có cái kế hoạch để bám sát để có cái hành động phù hợp trong tuần tới để trong trường hợp mà thị trường tiếp tục hoạt động suy yếu anh chị em kịp thời nhanh chóng bán ra để hạn chế tối thiểu cái rủi ro gặp phải và cầm cái tiền mặt chờ sau này thị trường tái cân bằng trở lại lúc đấy anh chị em tham gia anh em giải ngân trở lại vừa đỡ mất công chờ mà cũng tránh được cái thiệt hại tiếp diễn trong trường hợp thị trường nó tiếp tục có cái xu hướng yếu đi, lịn đi, xấu đi trong thời gian tới anh chị em nhá. À, nếu như đây là lần đầu tiên anh chị em theo dõi kênh của Quang lần đầu tiên anh em biết đến kênh của Quang thì anh chị em để lại cho Quang một nút like và subscribe kênh để tránh bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào mà Quang phân tích Quang chia sẻ anh chị em nhá. Sau đây mình sẽ đi vào phần nội dung chính không để anh chị em phải chờ lâu. Trước tiên mình sẽ phân tích về cái xu hướng về diễn biến của thị trường trong thời gian tới và ở cuối video mình sẽ chia sẻ với anh chị em về một vài cổ phiếu, về một vài cơ hội để trong trường hợp thị trường nó vận động theo kỳ vọng, dòng tiền tích cực tham gia bắt đáy để giúp thị trường đảo chiều thì anh chị em sẽ nhanh chóng tận dụng được những cơ hội này và mang về được lợi nhuận trong thời gian tới. Thì anh chị em nhớ theo dõi chi tiết đến cuối video để tránh bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin quan trọng nào để chuẩn bị cho cái kế hoạch trong tuần tới, anh chị em nhé. Kết phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường nó tiếp diễn giảm và chính thức thủng một hai 75 điểm là cái đường chen xu hướng trong ngắn hạn. Với cái diễn biến này thì cũng không loại trừ một cái kịch bản là thị trường trong thời gian tới nó sẽ tiếp diễn một nhịp giảm, một vài nhịp giảm nữa. Như là trong cái đánh giá ở đầu phiên ngày hôm nay mình có gửi anh em về hai cái trường hợp là nếu như mà thị trường hồi phục yếu không hồi phục lên được 1285 điểm. Và các cổ phiếu chủ yếu nó dao động ở quanh cái vùng giá đóng cửa hôm trước và cũng nhiều cổ phiếu nó tiếp tục giảm. Thì trong cái tình huống này, anh chị em nhà đầu tư nên thận trọng xem xét giảm tỷ trọng, đưa tài khoản về cái tỷ lệ an toàn và chờ cái tín hiệu mới sau khi thị trường nó xác nhận quay lại xu hướng trong thời gian tới để anh chị em vừa đỡ mất công chờ mà cũng tránh được rủi ro tiếp diễn mà thị trường nó có thể gây ra nên cái phiên ngày hôm nay mình cũng đánh giá lúc sáng này được coi là cái cơ hội quyết định thành hay bại cho cái xu hướng trong ngắn hạn thì cho đến cuối phiên thị trường nó chính thức nó gãy cái chen ngắn hạn và với cái viễn cảnh này với cái diễn biến này thì thời gian tới thị trường nó sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng để tái tích lũy hơn và nếu như mà cân bằng và tái tích lũy được thành công nó xác nhận quay lại xuống hướng với dòng tiền quyết liệt với cái dòng tiền chủ đạo có thể là nhóm banh có thể khoảng từ 5 đến 7 phiên tới sau khi nó cân bằng và tái tích lũy xong nó quay lại được xu hướng thì có thể chính cái nhóm banh này sẽ là cái nhóm nó dẫn dắt thị trường quay lại xu hướng tăng trong thời gian tới nên anh chị em cũng cần phải chú ý thêm cái nhóm ngân hàng như thời gian tới những cổ phiếu như Techcombank mà mình phân tích với anh em trong mấy phiên gần đây mình phân tích với anh em từ thời điểm nó tiến lên đến vùng 25 à, mình có nhắn nhiều anh em đang cầm là nên tranh thủ chốt lời cái thằng Techcombank này nó đang tiến sát cái vùng đỉnh này quá thì khả năng sau khi tiến lên đến cái vùng này nó sẽ chịu cái tác động chốt lời thì anh chị em mà muốn cover lại thì có thể canh về quanh 23.5 đến 23.8 để cover lại và chờ cái tín hiệu xác nhận để giải ngân gia tăng đấy là với những cổ phiếu này lát nữa mình sẽ phân tích thêm những cổ phiếu khác nữa đấy là cái đánh giá của mình về cái nhóm ngân hàng cũng như cái diễn biến thị trường mà khi mà cái nhóm ngân hàng nó bị chốt lời mạnh như này trong khi đấy cái dòng tiền lại chưa dịch chuyển hoàn toàn sang cái nhóm của mic cap phần nào nó lại tác động đến cái nhóm mic cap bị bán lan theo những cổ phiếu chứng khoán hay bất động sản nó bị bán lan sang nó khiến cho những cổ phiếu nhóm mic cap Nó chịu tác động chung và nó giảm theo Và với diễn biến này Thì thị trường nó cần thời gian để nó tái tích lũy Ở ngay phía bên dưới Ở quanh vùng 1265 Cộng trừ Nó đang có cái có, Đang có cái đường chen Chen line up Nó tạo đáy ngắn hạn Từ cái đáy ngắn hạn Ở giai đoạn đầu tháng 8 cho đến nay thì trong trường hợp mà thị trường được cân bằng nửa quanh 1265, 1268 và ngay phiên thứ hai tới nó cân bằng được cái vùng này này rồi nó hồi phục nhanh chóng nó lấy lại được xu hướng cộng với việc là nhiều cổ phiếu nó cân bằng được thành công nó phải nhanh chóng lấy lại được xu hướng và lấy lại được cái vùng đỉnh cũ thì chứng tỏ là cổ phiếu đó nó phủ nhận lại cái quá trình rũ bỏ thì lúc đấy chúng ta mới có những cái tín hiệu tích cực mới và phải đợi khi nào có tín hiệu xác nhận thì lúc đấy anh em mới giải ngân trở lại được còn trong trường hợp mà những cô này nó hồi phục nhưng mà cái lực cầu tham gia rất yếu thì không loại trừ một cái viễn cảnh không loại trừ một kịch bản là vẫn có thể những cô này nó sẽ giảm thêm thì anh em cũng cần phải chú ý để bảo vệ tài khoản giả sử đặc biệt là trong thời gian vừa qua mà anh em chưa ăn được những buổi này mà mấy viên vừa rồi cổ phiếu nó đang tiệm cận lên đến vùng đỉnh thì anh chị em lại giải ngân tham gia và đến thời điểm hiện tại anh chị em đang chịu cái khoản thiệt hại có thể nó rơi vào khoảng khoảng 2 đến 3 phần trăm thì anh chị em cũng nên nhanh chóng cơ cấu để giữ vốn và chờ sau này cổ phiếu nó cân bằng lại thì anh chị em tham gia trở lại Cho chủ yếu là kể cả những anh chị em mà có tham gia mấy phiên vừa rồi thì cái khoản thiệt hại anh chị em gặp phải nó cũng chưa lớn có thể nó rơi vào khoảng 2 đến 3 phần trăm thì khoản thiệt hại nó chưa lớn đâu nên trong tuần tới anh chị em vẫn có cơ hội để cơ cấu trong trường hợp mà cổ phiếu mà thị trường nó hồi phục suy yếu mình đánh giá là sau phiên ngày hôm nay thị trường nó sẽ có hồi phục trước tiên nó sẽ có vận động tương tự như cái ngày 18 tháng 6 trước tiên là như vậy còn trong trường hợp mà nó chỉ sai quay quanh cái vùng này quanh cái vùng thứ nhất ấy, là quanh vùng 1265 quanh vùng này quanh 1265 đến 1275 có nghĩa là nó sao động quanh 10 điểm nó xây một cái nền ngắn hạn ở quanh vùng này thì khả năng cao là cái nhịp giảm nó sẽ tiếp diễn và sau nhịp giảm đó thì khả năng thị trường nó sẽ quay về 1250 1245 khi mà thị trường nó hồi phục suy yếu này anh em tranh thủ anh em cơ cấu bớt đi để tránh trường hợp nếu như mà nó tiếp tục nó giảm phá cái chen này thì khả năng nó còn giảm mạnh tiếp diễn thời gian tới để tránh rủi ro thôi bây giờ là ưu tiên giữ vốn khi mà thị trường khi mà cổ phiếu nó không vận động theo như kỳ vọng của chúng ta cũng phải là rất là may ở cái phiên ngày mùng 1 tháng 10 vừa rồi mình có báo anh em chốt lời bớt thằng FTS chốt bớt 50% ở đây này thì mình có báo anh em mua ban đầu là mua thăm dò 12 tháng 9 này có mua gia tăng ở cái vùng 44.5 này cũng có mua thêm một phần ở cái phiên này và bán bớt 50 ở phiên này cộng với việc là hôm qua có gia tăng thêm một chút ở quanh 44 43.8 thì cái giá trung bình ở thời điểm hiện tại nó đang ở quanh 44.2 một số anh em thì 44.5 hay một số anh em lên đến đây mới mua nhiều quá thì cái giá trung bình nó đang ở quanh 45 Khoảng thiệt hại anh chị em đang gặp phải thì nó đang ở quanh khoảng 2 đến 3 phần trăm trung bình với cái phần anh chị em chốt lời ở cái ngày mùng 1 tháng 10 thì anh chị em đang hòa vốn với cổ phiếu này thì trong nhiều hợp mà tuần tới đầu tuần tới nó mà hoạt động không như kỳ vọng nó tiến lên đến sát 44.8 này nó không vượt lên được 45 hôm nay thì mình kỳ vọng là thằng FTS nó tiến lên đến 45 nhưng mà không cuối phiên không lên được cuối phiên nó lại lip đi như này thì anh chị em cần phải bám sát cần phải theo dõi thêm cái thằng này cần phải theo dõi thêm để lỡ chẳng may thời gian tới nó tiếp tục giảm về 42 thì anh chị em cơ cấu bớt đi rồi nếu như trong nhập nó về 42 này mà anh chị em muốn câu vừa lại thì anh chị em có thể câu vừa lại ở quanh vùng 42 42 43 còn cái mục tiêu mục tiêu trong thời gian tới là phải chờ cái tín hiệu cân bằng mới của những cuối này nó cân bằng được lại ở quanh vùng này này kiểu như giai đoạn này này kiểu như giai đoạn này này đây này thì cái phiên ngày hôm nay mình đánh giá thằng STS nó tương tự như phiên này thôi nên kể anh em đang cầm thì không quá lo lắng với những buổi như SS đâu vì chúng ta đã bán bớt một phần rồi chúng ta đã chốt lời bớt một phần rồi nên cái vị thế còn lại kể anh em có bán Trung quy hai lần anh em bán thì anh em hòa vốn không chưa gặp phải thế lại gì cả thì nếu như mà nó cân bằng ở quanh vùng này này rồi thời gian tới nó lại uh, tiếp tục nó hoạt động theo kiểu sideways áp hướng lên và tiếp tục đánh lên đến cái vùng đỉnh cũ thì có thể thời gian tới nó sẽ cần thêm thời gian nó tái tích lũy lâu thì có thể phải cuối tháng này hoặc sang tháng 11 nó mới tiếp tục con sóng như vậy là anh em cầm thì nó hơi lâu và cầm thì hơi chán thì thay vì việc anh em cầm thì anh cho em cơ cầu nó chờ cái tín hiệu quay trở lại tương tự những viên này nó phải lấy lại được xu hướng thì lúc đấy anh chị em tham gia lại sau với những cổ phiếu dạng kiểu như STS này hoặc chờ cái tín hiệu mới mà trong tuần tới mình phân tích mình đánh giá rồi mình sẽ báo anh chị em rồi mình sẽ gửi anh chị em để anh chị em có cái hành động phù hợp hành động kịp thời anh chị em nhớ đấy là với những cổ phiếu này với những cổ phiếu ngay là những cổ phiếu đang tiệm cận lên đến đỉnh cũ thì nó cũng chịu cái tác động chốt lời từ thị trường như phiên ngày hôm nay như cái phiên ngày mùng 1 tháng 10 thì nó là một cái phiên bản. Về bản chất thì nó tương tự những cái phiên như cái ngày như cái ngày mùng 10 tháng 7 thôi. Đây cũng chính là lý do vì sao anh chị em nên nên chủ động cơ cấu bớt một phần và chờ để giải ngân lại sau những của cái này để tránh rủi ro thôi, để tránh rủi ro thôi, để tránh cái trường hợp nó tương tự như này, lỡ chẳng may, lỡ chẳng may nó giảm thêm nhịp nữa thì anh chị em mà cầm ấy thì nó sẽ chịu cái rủi ro và lỡ chẳng may nó lại giảm mạnh thì trong ngắn hạn nó sẽ khiến anh em gặp về cái vấn đề về tâm lý anh chị em nhá. Đấy là cái đánh giá của mình về những cổ phiếu mà anh chị em đang cầm như về như STS còn về cái diễn biến thị trường thì anh em cần phải bám sát trong tuần tới. Nếu như mà anh em thấy cái tín hiệu như này là phải chú ý ngay. Còn trong trường hợp nhá, trong trường hợp mà ngay phiên thứ hai tới nhá, đầu phiên nó giảm sau đó cuối phiên nó phải bật tăng mạnh, bật tăng mạnh hướng lên ngay cái vùng 128 ấy hướng lên ngay cái vùng 28 x thì chúng ta mới có những cái tín hiệu tích cực để đánh giá cho cái thị trường chứ còn nó mà vận động tương tự nhảy thì vẫn còn quá sớm để nhận diện đây là cái vùng cân bằng của thị trường thì anh em cần phải chú ý trong tuần tới ở trong những phiên vừa rồi thì mình đang kỳ vọng là thị trường nó có cái vận động tương tự thứ nhất là tương tự như cái hồi cái hồi cuối tháng 5 năm 2023 nó sideway trong một cái nền thu hẹp dao động trong khoảng 20 điểm nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cái kịch bản này nó đã phủ nhận Nó không hoạt động theo như kịch bản này Cũng như là cái kịch bản ở hồi tháng 5 vừa qua Thì cho đến nay thị trường nó chính thức nó đều phủ nhận Nó không hoạt động theo như cả hai kịch bản này Nhưng phiên ngày hôm qua thì mình có vẫn đang đánh giá nó tương tự như phiên này Nhưng với điều kiện là phiên ngày hôm nay nó phải hồi phục mạnh mẽ nhưng nó không nó không đi theo nó không hoạt động nó không xác nhận cái kịch bản này thì khi mà thị trường nó không xác nhận như cái kịch bản này nó không hồi phục hướng lên được thì chúng ta phải 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 đưa cái tài khoản về vị thế an toàn chúng ta phải đưa cái tài khoản về cái vị thế phòng thủ thị trường nó đang hoạt động không như không như mong muốn của chúng ta thì tạm thời anh chị em đưa cái trạng thái tài khoản về vị thế phòng thủ cái đã để thứ nhất là tránh trường hợp thị trường nó vận động như này nếu như nó có xác nhận hồi phục nó cần phải có một phiên quay lại lấy lại được xu hướng khi nào nó lấy lại được xu hướng thì đó là thời điểm anh chị em quay lại thị trường cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn có cái nhóm cổ phiếu ngân hàng và cái nhóm chứng khoán nó vận động thì vẫn tích cực hơn thị trường những cổ phiếu như MEB như Techcombank nó vẫn nằm phía trên đường xu hướng tăng tuy nhiên nó gặp áp lực chốt lời trong mấy phiên nên vẫn cần phải theo dõi thêm để tìm cái điểm vào những thời gian tới thời điểm vào cũng có thể là cái thời điểm mà thị trường cân bằng xong và thị trường nó đảo chiều tăng. Thì uh, sau đây mình sẽ phân tích với anh em về những cái cơ hội này và vừa phân tích với anh em về những cổ phiếu này và vừa tiếp tục đánh giá với anh em về cái diễn biến của thị trường mà nó có thể xảy ra trong tuần tới luôn. Trước tiên là về những cổ phiếu như Techcombank. Trong trường hợp mà tuần tới nó tiếp tục giảm về quanh 23.5 này, sau đó nó có thể cân bằng quanh cái vùng này khoảng 2 3 phiên như cái giai đoạn này nhá như cái giai đoạn này từ cái thời điểm mà nó tiến lên đến đỉnh cũ sau đó đến cái thời điểm mà nó cân bằng thì nó diễn ra trong khoảng 8 phiên là 10 ngày 8 phiên giao dịch và cái phiên này này thường sẽ là cái phiên anh chị em có thể giải ngân Phun tỷ trọng còn ở cái vùng hỗ trợ này anh chị em mua thì anh chị em chỉ nên thăm dò trước khoảng 20 30 vị thế còn cái phiên này, này mới là phiên anh chị em phun tỷ trọng với những cuối này và sau đó anh em không mất công để chờ thì cho đến phiên ngày hôm nay thì thằng Techcombank nó đã trải qua khoảng hai phiên thì nếu như mà nó cũng diễn ra trong khoảng 10 phiên kể từ phiên này nhá kể từ phiên nó hướng lên đến cái này hướng lên đến quanh 25 25.2 cộng trừ nó diễn ra trong khoảng 8 phiên thì có thể là là khoảng tháng giữa tháng 10 tới 14 15 tháng 10 tới thì vô hình chung là sang đầu tuần sau nữa thì anh chị em sẽ có cái cơ hội để tham gia. Trước tiên là mua thăm dò hoặc là cuối tuần sau nếu như mà nó về luôn cái vùng này, nó test lại cái gáp này, trước tiên là để test lại gáp này này. Thứ hai là để kiểm tra lại đường xu hướng, đường xu hướng tăng của những cái này. Sau khi kiểm tra thành công sau khi test xong, nó xác nhận quay lại xuống thì đó là thời điểm anh chị em giải ngân trở lại. Thì vô hình chung thị trường nó cũng cần phải tái tích lũy cân bằng trong khoảng từ 5 đến 7 phiên, chính là vì vậy mình mới chia sẻ với anh em về việc là thị trường nó cần cần phải từ 5 đến 7 phiên tới cái ngay cả những cổ phiếu nhằm chứng khoán như MBS như FT như CDS có thể nó cũng cần phải đi ngang tái tích lũy quanh cái vùng hiện tại ấy, từ 5 đến 7 phiên sau đó nó cân bằng rồi nó hướng lên thì khi đó những cổ phiếu này này những cổ phiếu như Techcombank như MBB này nó cũng cân bằng được quanh cái vùng hỗ trợ và sau đó nó đảo chiều thì đó là thời điểm anh em có thể giải ngân trở lại nên khi mà nhiều nhà đầu tư bán hoảng loạn mà anh em đang cầm tiền mặt lại là cơ hội đấy còn với những anh chị em mà đang kẹt cổ phiếu ở vùng trên đỉnh này mua cao quá thì anh chị em chờ cái tín hiệu cân bằng để có thể gia tăng rồi chờ nó tiến lại lên đến vùng này anh chị em ưu tiên bán cái phần gia tăng đi để đỡ gặp áp lực vì cầm nhiều quá anh em nhá và sau này anh chị em phải cải thiện cái kỹ thuật cải thiện cái phương pháp đầu tư để tránh thiệt hại cho cái quá trình đầu tư sau này MB thì đến phiên ngày hôm nay nó đã quay về cái vùng mình đang kỳ vọng là cái vùng 25, 25.1. Anh em mà đang cầm full tiền mặt, đang cầm lượng lớn tiền mặt thì có thể thăm dò quanh cái vùng hiện tại, có thể thăm dò quanh vùng hiện tại. Tuy nhiên cũng không loại trừ việc là có thể nó còn quay lại cái vùng 24.8, 24.7. Nó test lại gáp này. Thì nên có thể sau khi test lại gáp này nó sẽ nhanh chóng hồi phục hướng lên. Còn trong tuần tới ấy, mà nó đi ngang quanh vùng này này hoặc nó hồi phục mấy phiên hướng lên ấy. Hướng lên đến đây này khả năng thì sau đó nó lại tiếp tục rũ thêm nhịp nữa có thể sau này rũ thì nó sẽ test lại hai cái gáp này hai gáp liên tiếp này, này nó đánh theo kiểu này để mình vừa uh, chia sẻ với anh em nhá để mình phân tích với anh em nhá đánh theo kiểu này này thằng mới b rất hay đánh theo kiểu này nhá tuần sau hồi phục vài phiên hướng lên quanh 25.5 cộng trừ sau đó giảm thêm nhịp nữa giảm thêm nhịp nữa thì nó mới cân bằng hướng lên nó đánh thì đánh y kiểu này luôn cái cách đánh cái thế đánh của cái thằng mới b rất hay đánh kiểu vậy luôn anh em để ý nhá đây này thấy không hồi lên sau đó giảm thêm nhịp nữa đánh như là để rũ những anh em chủ yếu là những ai mua ở đây này mua đuổi ở đây này vì kỳ vọng nó tăng nó kết thúc cái nhịp giảm hay giai đoạn này cũng y hệt luôn này, hồi lên đây là giai đoạn hồi này sau đó giảm thêm nhịp nữa anh em thấy đánh rát không đánh như vậy mới rát luôn thì khả năng là mb nó cũng khả năng cũng đánh như vậy thì à, tuần tới có thể nó sẽ hồi hồi lên quanh 25.5 cộng trừ với anh em mà đang tranh thủ mua ở vùng hiện tại thì có thể canh lên đến quanh 25.5 cộng trừ chốt bớt một phần rồi chờ nó quay lại về vùng 24 5 cộng trừ anh em mua lại với cái thế đánh của thằng MB -E rất có thể nó sẽ đánh tương tự như vậy đấy mình hay theo dõi thằng MB -E nên mình hiểu cách đánh của nó nó hay đánh như vậy cực kỳ luôn nên những anh em mà đang cầm MB -E chú ý nhá bám sát diễn biến thằng này còn với những cổ phiếu như Tiên Phong Banh thì nó đang rũ này đang rũ như kịch bản mình phân tích này hôm qua mình có mình có chia sẻ mình có báo một số anh em cầm chốt lời quanh 18 này thì hôm nay nó đang chỉnh nó đang rúc lắc này ngày STB này rũ rũ thì thời gian tới anh em mới có cơ hội chứ nhiều anh em ở trên này vẫn muốn mua quá thì đến ngày hôm nay thì có thể phải chịu rủi ro thì sau này anh em nhớ cải thiện lại cái kỹ thuật cải thiện lại cái phương pháp để tránh thiệt hại cho quá trình đầu tư sau này thôi một khi đã xác định với công việc đầu tư là phải xác định đi cùng nó trên một con đường dài 20, 30 năm tới, 40 năm tới, chúng ta vẫn tiếp tục với công việc đầu tư. Phải có một cái phương pháp rõ ràng, và cần phải hành động và cần phải kỳ luật theo nó thì mới hy vọng là qua mỗi chu kỳ đều mang được về lợi nhuận và cũng tránh được rủi ro khi mà thị trường nó biến động. Như thời điểm hiện tại thì anh em cần phải hạ quy mô xuống nếu như là mua mới. Đấy là cái nhóm ngân hàng. Thế còn cái nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán thì anh em chú ý cho mình này. Nhóm chứng khoán với cái vận động của nhóm chứng khoán ấy thì mình nhận thấy là cái vận động của cái thằng này này, của cái của cái thằng của cái thằng FTS ấy. Thì mình đánh giá là nó đang có nét tương đồng so với hồi đầu tháng 12 năm ngoái đầu tháng 12 thì có thể là thời gian tới trong khoảng 5 đến 7 phiên tới nó sẽ đi ngang quanh cái vùng đóng cửa hiện tại là quanh từ 44.3 đến 45 trong khoảng từ phiên thứ 5 đến phiên thứ 7 tới nếu như mà nó xác nhận xác nhận một phiên hướng lên thì đấy là phiên anh chị em có thể tham gia đấy là phiên anh em có thể tham gia tiếp tục đánh lên đến quanh 47 48 anh chị em tranh thủ tiếp tục chốt lời Đánh như vậy thì anh chị em vừa đỡ áp lực. Đỡ áp lực vì kỳ vọng nó vượt đỉnh. Nó chưa vượt đỉnh được thì chúng ta đánh theo trong cái biên độ sideways. Như thời điểm này này, thì anh em đang cầm ở quanh cái vùng 44 nhá, thì chưa phải chịu uh, rủi ro gì cả. Trong trường hợp mà nó phá đáy, nó mà thủng 4a ấy, thì anh em cơ cấu thôi. Còn với anh em mà với cái thế đánh của những cổ phiếu như FTS thì mình đang nghiêng về kịch bản là nó sẽ vận động tương tự như cái như cái hồi uh, hồi hồi từ mùng 7 tháng 12 đến đến 18 tháng 12 thì cái phiên ngày 18 tháng 12 nó xuất hiện nó xác nhận một phiên hướng lên rút chân hướng lên thường những phiên này là những phiên anh em có thể tham gia trở lại trong trường mà đầu tuần tới anh em canh nó kéo lên anh em cơ cấu mất một phần thì anh em có thể giải ngân trở lại ở những phiên này sau đó anh em canh tiếp tục lên đến vùng em chốt lời tiếp chốt lời tiếp và có thể nó tiếp tục đánh rung lắc đánh rung lắc thường đánh rung lắc này là đánh khá là khó chịu với những cái thế đánh này là khá là khó chịu ở cái nhóm chứng khoán nhá phiên ngày hôm nay có nhiều cổ phiếu nó vẫn đang vận động tích ở hơn thị trường nhưng biết ai là vận động tích ở hơn thị trường FTS thì giảm rất nhẹ CTS cũng giảm rất nhẹ những cổ phiếu là những cổ phiếu nó cũng đang có cái dòng tiền đỡ và thanh khoản của những cổ phiếu này hôm nay cũng không quá lớn thì mình kỳ vọng là nó sẽ vận động tương tự như ra đoạn này mình kỳ vọng là vận động tương tự như ra đoạn này thì anh em bây giờ anh em phải chờ một ấy, là trong trường hợp anh em đang cầm tỷ lệ thằng này cao quá thì em cứ cơ cờ bớt khoảng 50%. Chờ cái tí nữa này ở phiên thứ 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 5 đến phiên thứ 7 tới, có nghĩa là ngày mùng 10 và 11 tháng 10 tới. Nếu như mà nó xác nhận, nó xác nhận có một phiên test cung. Test cung kênh dưới được, nhưng nó phải là phiên test cung. Còn với thằng FTS thì nó phải xác nhận quay lại xuống được là xác nhận vượt qua 44.6. Hôm nay thì nó đang có vận động tương tự nhỉ. Thứ hai có thể đầu phiên nó giảm, cuối phiên nó rút chân sau đó nó đi ngang quanh vùng này một vài phiên nó sẽ cho anh em một cái tín hiệu xác nhận khi đó anh em có thể giải ngân trở lại thì đánh trong cái vùng sideway khi mà cổ phiếu chưa lên được thì có thể anh em kỳ vọng khoản lợi nhuận khoảng từ 5 đến 10 phần trăm thôi không quá nhiều được còn có thể là trước khi nhóm chứng khoán này nó vào sóng thì nhóm ngân hàng nó tiếp tục lên nó đánh ấy, thì có thể tương tự như giai đoạn tháng 12 tháng 1 vừa qua thì cũng chính là tương tự như cái giai đoạn của những cổ phiếu như chứng khoán này này thì mình phân tích những cái tín hiệu này là để anh chị em giữ cái trạng là trung lập không bị kỳ vọng nhiều quá mà cũng không cũng không hoang mang không hoang mang tổn độ tổ, không hoang mang quá đà rồi mang cổ phiếu ra bán hoảng loạn bán bán bằng mọi giá thì như vậy anh chị em sẽ thiệt hỏi anh chị em sẽ chịu cái thiệt hỏi là bán có thể sẽ bán cái vùng giá thấp nhất trong cái nhịp rung lắc này trong cái nhịp điều chỉnh này anh em nhé nên em chú ý cho mình cái vận động của những cổ phiếu như CDS như SDS CDS tương tự như vậy thôi ở những buổi như biết ai nó vận động tích cực hơn VCI VCI cũng vậy VCI thì trong trường mà thị trường tuần tới nó tiếp tục rung lắc ấy, thì khả năng thải sẽ giảm về đây giảm về đây sau đó nó cân bằng cân bằng thì chúng ta phải đánh giá thêm những buổi này trong thời gian tới còn cái thằng MBS với cái vận động này thì không loại trừ khả năng không loại trừ khả năng nó còn phải giảm về quanh 30.3 như cái đánh giá ở vùng này mình có chia sẻ với anh em nhưng mà có thể trong tuần tới nó mới giảm về đây sau những phiên mà đi ngang lâu quá mà thanh khoản thì không có dấu hiệu giảm đi như này, thì điều này cho chúng ta thấy một tín hiệu là có vẻ là nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến thằng MBS đang kỳ vọng nó lên nhưng nó không lên được thì khả năng khi mà nó không lên được như này thì, thì lúc đấy nó sẽ rũ xuống dưới sau khi rũ thì khả năng lúc đấy nó mới lên được nó đánh thì khả năng lại đánh theo kiểu này này nó đánh theo kiểu này, này. để nó đi ngang mấy phiên mà không lên được thì khả năng sau đó nó rũ và sau khi rũ rũ lại về xu hướng rồi nó có một phiên bật tăng mạnh tăng ngược trở lại thì có thể là cái thế đánh của thằng MBS nó tương tự như vùng này thì anh em mà đang cầm ấy trong trường mà thấy phiên thứ hai tới nó xanh đầu phiên anh em tạm thời anh em cơ cấu cơ cấu bớt nó đi chờ tín hiệu tham gia lại với những cổ phiếu như MBS anh em nhá thế với những cổ phiếu như bất động sản ra với những cổ phiếu như đất xanh như đích như Novaland như phát đạt thì cái nhóm này, này với những cổ phiếu như đất xanh nó đang vận động ở trong cái vùng tích lũy với một cái nền giá sideways up hướng lên nó vận động ấy, thì vận động tương đồng như giai đoạn này này nó vận động tương đồng như giai đoạn này này như cái giai đoạn hồi tháng 5 đến tháng 7 năm ngoái của chính những của cái này nó cứ đánh lên cái biên trên của cả cự sau đó lại rũ xuống rồi lại đánh lên rồi lại rũ xuống sau khi hầu hết các nhóm cổ phiếu khác nó lên rồi lúc đấy mới đến cái nhóm bất động sản nó lên thì có thể thời gian tới nhóm bất động sản nó cũng vận động tương tự như vậy thì có thể nó sẽ rơi vào khoảng cuối năm thì sóng nó mới chảy vào dòng tiền nó mới chảy vào nhóm bất động sản thì anh em phải kiên nhẫn về nhóm này còn anh em mua ở vùng hiện tại ấy, anh em mà có canh bắt đáy ở vùng hiện tại thì cũng phải kiểm soát rủi ro để trong trường hợp nó phá cái kênh này và tiếp tục giảm mạnh thì anh em cơ cổng nó đi còn trong trường hợp một vài phiên tới nó cân bằng được quanh vùng này này thì anh chị em có thể tham gia ở cái ở cái phiên nó tạo cái thế cân bằng và nó có cái tín hiệu để nó tăng trong thời gian tới. thì từ cái vùng này anh em đánh nhau cái biên sideways thì khoảng lợi nhuận quanh khoảng 10% nên thời gian tới anh em chỉ kỳ vọng khoảng lợi nhuận nó sinh ra khoảng từ 5 đến 10% thôi không quá lớn đâu. từ nhóm chứng khoa đến nhóm bất động sản hay là nhóm thép nó cũng vậy. nhóm thép thì mình phân tích rất nhiều anh em từ cái thời điểm này, này về khả năng nhóm này nó vào sóng là rất thấp, nhóm này vào sóng là rất thấp luôn. ở ngay phía trước thì nó có cái vùng mây dày này sắp vượt qua rồi, sắp đi qua rồi. Nhưng để nó xác nhận vào sóng thì cần phải có một phiên xác nhận. Khi nào anh em thấy một phiên xác nhận tăng mạnh của nó, kể là tăng trần nhá Kể cả nó tăng trần đi chăng nữa, nó vượt qua hai vùng này này, tăng trần càng tốt. Càng tăng mạnh càng tốt, thanh khoản càng lớn càng tốt. Anh chị em có thể múc ở phiên đó. Về bản chất thì nó sẽ tương tự với những cổ phiếu nào mình mua ở nhịp này này. Mình mua nhịp này với những hàng Novaland này, anh như phát đạt này, đất xanh ở vùng này này. Thì nó sẽ giúp anh em hạn chế được rủi ro, hạn chế tối thiểu rủi ro và cái xác suất thành công nó cũng sẽ cao hơn anh em nhá còn như cả những cổ phiếu như phát đạt cũng vậy nó đang có vùng hỗ trợ ở kênh dưới này khả năng nó cũng sẽ hồi phục nó cân bằng ở vùng quanh vùng này rồi nó cũng sẽ hồi phục hướng lên có thể nó tạo thành hạn mô hình hai đáy ba đáy nó dần hút vào sát cái vùng mây dày phía trước sau đó thì nó sẽ đánh lên đánh lên thì khả năng lại đánh lên đến vùng 23 sau khi đánh lên đến vùng 23 hoặc là tiến lên đến 23.5 cộng trừ thì lúc đấy nó lại quay đầu nó giảm thì khả năng là những cổ phiếu như bất động sản thời gian tới nó sẽ đánh theo cái thế này thế sai bất động sản thì có thằng phát đạt có thằng đất xanh còn novaland thì vẫn tiếp tục hoạt động yếu quá đang siết chặt đang siết chặt tài tích lũy đấy thì những những cái vận động như này thì nó cũng có xác suất thủng đáy tiếp tục thủng đáy anh em cần phải thận trọng với thằng novaland anh em mà đất bắt đáy những cái này thì cần phải nhanh chóng bán ra nếu như là nó phá đáy thủng đáy em nhá novaland ấy nhóm thép vậy nhóm thép thì cần phải tài tích lũy thêm Nhóm này mà khi mà tích nhiều cân bằng được ấy, thì khả năng nó cũng sẽ có một con sóng ngắn hạn. Nhưng mà nó đánh ấy, thì khả năng là sẽ đánh theo kiểu này này. Nó đánh ấy, thì sẽ đánh đây này, theo kiểu này này. Dích rắc hướng lên Chứ con sóng như thời gian tới khả năng của cái nhóm này. Chứ cái con sóng của cái nhóm này thì khả năng nó sẽ không mạnh, nó không đánh lên hình chữ V hướng lên đâu mà khả năng nó nếu như có ấy, nó sẽ đánh theo cái thế dích dắc hướng lên kiểu này. Thế anh em mà, mà đánh ấy thì có thể uh, linh hoạt, linh động mua ở vùng hỗ trợ và canh để chốt lời ở những cái vùng kháng cự bên trên để với nhóm thép. Còn các nhóm cổ phiếu khác cũng vậy, nó chưa có nhiều cái tín hiệu tích cực và anh em cần phải theo dõi bám sát cái diễn biến của thị trường trong tuần tới. Trong trường hợp anh em đang cầm tỷ lệ cổ phiếu cao quá hay là đang cầm đang đang full margin nên tranh thủ đầu phiên nếu như mà đầu phiên đầu tuần ấy nó kéo xanh đầu tuần mà thanh khoản thấp anh em cứ ưu tiên cơ cở bớt một phần trước tiên nếu như đang cầm margin thì bán bớt cái phần margin đi để đỡ áp lực cái đó thị trường nó vẫn đang vận động vẫn đang vận động yếu ừ. dần đi nhỉ thì trước tiên anh em cần phải đưa cái tài khoản về làm sao để nó an toàn để trong trường hợp lỡ chẳng may nó tiếp tục giảm anh em đỡ áp lực trước tiên là như vậy em nhá hóa chất thì thằng đức giang này gãy chen ngắn hạn này khả năng những người cần thời gian để tái tích lũy lại hay đạm cả mau này đại phú Mỹ thì những buổi này dòng tiền tham gia vẫn khá là yếu nó cần phải tái tích lũy lại để sau này nếu như có dòng tiền tham gia nó cân bằng lại rồi lúc đấy khả năng mới lên được vừa rồi mình có chia sẻ với anh chị em về cái kịch bản về cái diễn biến cái xu hướng của thị trường nó có thể diễn ra trong tuần tới để anh chị em có cái chiến lược phù hợp để một là giữ vốn thế nào hai là giải ngân ra sao và tận dụng các cơ hội trong thời gian tới như thế nào anh chị em cứ ưu tiên thời gian tới ưu tiên nhất vẫn là những ngân hàng nhé ngân hàng là ưu tiên nhất ưu tiên hàng đầu ấy sau đó mới đến chứng khoán chứng khoán thì khả năng để bước vào giai đoạn chạy nước rút có thể phải qua tháng này qua tháng 10 qua tháng 10 ấy. kỳ vọng cho cái con sóng cuối năm thì khả năng lúc đấy là chứng khoán nó mới vào sóng nước rút sau chứng khoán lúc đấy mới kỳ vọng đến thép để bất động sản được anh em nhé nên thời gian vừa qua anh em đầu tư chưa hiệu quả thời gian tới muốn tìm kiếm những cơ hội để tận dụng và mang về lợi nhuận để gỡ lại cái khoản lỗ khoản thiệt hại trong thời gian vừa qua mà chưa có cái định hướng rõ ràng chưa có phương pháp hay là chưa biết nên ưu tiên vào nhóm ngành nào cổ phiếu nào mà yêu thích cái phương pháp đầu tư của quang muốn về đồng hành cùng với quang thì nhớ làm theo hướng dẫn trên màn hình để chúng ta cùng nhau đồng hành và thời gian tới cùng chinh phục những cơ hội tiềm năng và mang về lợi nhuận thị trường thì mình đánh giá là vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước nó tái cân bằng tích lũy rồi nó đi lên thôi anh chị em nhá và anh chị em theo dõi video đến giờ này nhớ để lại cho quang một nút like subscribe subscribe kênh và chia sẻ video này đến mọi người để mọi người có thêm góc nhìn thị trường và có thêm ý tưởng đầu tư trong thời gian tới anh chị em nhá cảm ơn anh chị em đã theo dõi